Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Dù quảng cáo là đơn vị dẫn đầu chuyển đổi số nhưng ngày đầu triển khai xác thực sinh chắc học, ứng dụng ngân hàng của Vietcombank liên tục báo lỗi hệ thống. Được biết tháng 7 năm 2020, Vietcombank ra mắt VCB Digibank, theo lời giới thiệu, đây là nền tảng số dành cho khách hàng cá nhân trên cơ sở hợp nhất hai hệ thống ngân hàng điện tử của Vietcombank là Internet Banking và Mobile Banking. Tháng 6 năm 2024, ngân hàng này tiếp tục cập nhật phiên bản mới của ngân hàng số. Vietcombank cho biết đây là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7, người dân khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng trên lần hoặc trên 20 triệu đồng trên ngày phải xác thực khuôn mặt. Ngân hàng Nhà nước khẳng định biện pháp này nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản ngân hàng, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính. Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tính đến nay, hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Theo hướng dẫn, người dùng có thể chủ động thực hiện trên smartphone theo 3 bước: chụp ảnh mặt trước và sau của căn cước công dân gắn chip, quét NFC trên căn cước công dân gắn chip, quét gương mặt và xác thực OTP. Đa số người dùng cho biết quá trình này diễn ra đơn giản, nhanh chóng. Tuy nhiên, trên các hội nhóm công nghệ, nhiều người phản ánh tình trạng gặp khó khăn, phần lớn ở khâu quét NFC trên căn cước công dân. Một số tổ chức tín dụng còn khó khăn vướng mắc trong xử lý dữ liệu chi phí triển khai. Các ngân hàng cũng đang gấp rút cho thu thập dữ liệu sinh chắc học của khách hàng, song hiện tại tốc độ còn chậm do khách hàng còn chưa nắm rõ về quy định mới và cung cấp dữ liệu cho ngân hàng. Điểm nổi bật trong luật các tổ chức tiến dụng 2024 là quy định cấm bán bảo hiểm không bắt buộc đi kèm khoản vay. Cụ thể, nghiêm cấm các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Luật cũng giao thống đốc ngân hàng nhà nước quy định phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng để phù hợp với tính chất và hoạt động của lĩnh vực ngân hàng. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông về triển khai thông tư 28 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã triển khai việc kiểm tra giấy tờ liên quan của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử. Ngay trong sáng ngày 1 tháng 7, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã đồng loạt triển khai tại nút giao đường Lắng, Lắng Hạ, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện một phụ nữ điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29F1712XX có hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra và hướng dẫn về quy định mới, đồng thời yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy phép lái xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNEID qua tiến hành tra cứu trên phần mềm tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Bộ Công an cho kết quả thông tin trùng khớp và thể hiện thông tin không vi phạm. Việc xuất trình kiểm tra giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID chỉ diễn ra trong vòng từ 1 đến 2 phút. Các thông tin dữ liệu liên quan được thể hiện công khai rõ ràng. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Người vi phạm không bị giữ giấy phép lái xe bản giấy như trước đây. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ cảnh sát giao thông đã kịp thời ngăn chặn một người phụ nữ đi xe đạp điện lao thẳng vào đoàn xe ưu tiên đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Trong clip, một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn các phương tiện nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi qua thì một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện đang lao nhanh qua ngã tư, phát hiện ra sự việc cán bộ cảnh sát giao thông đã vội chạy tới giữ người phụ nữ lại để tránh xảy ra va chạm với đoàn xe ưu tiên. Thông tin thêm trên tờ Dân trí, sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ 42 phút ngày 1 tháng 7 tại ngã tư đường Vũ Quang nối với Nguyễn Du giao với đường Trần Phú Quốc lộ 1A cũ thuộc phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Nam cảnh sát giao thông trong clip thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hà Tĩnh. Vụ việc được ngăn chặn kịp thời nên không có ai bị thương. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe để kiểm tra kiểm soát. Theo đó, cảnh sát giao thông được dừng xe để kiểm tra trong 4 trường hợp. Thứ nhất, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ hoặc vi phạm pháp luật khác. Thứ hai, thực hiện theo mệnh lệnh kế hoạch tuần tra kiểm soát của cấp có thẩm quyền để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm tra kiểm soát mới phát hiện được. Thứ ba, phục vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phấn đấu phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch bệnh. Thứ tư, trong trường hợp có tin báo, tố giác, phản ánh kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác